Ok, trả lời cho các bạn có những câu hỏi là cho chó nó ăn khô được không? Thì đây, hôm nay mình sẽ cho chúng nó ăn khô một bữa nhá. Đây là hạt, khô nhá. Ok, khi mà cho ăn khô như mình đã nói ở trong rất nhiều video mà mọi người cũng nhiều người không để ý này, nên cho mấy ít nước này. Tùy vào cái sở thích của từng con, có thể cho ít, có thể cho nhiều. Nếu mà chúng ta cho ăn khô thì chúng ta cho một tí nước này như thế này vào là ok rồi. Để làm gì? Là để cho con chó nó ăn, nó không, cái hạt nó không bị nó vẫn là hạt giòn nhưng mà nó lại không bị rát cỏ đó. Và chúng ta cũng sẽ tiện để mà chúng ta đảo cái bột khoáng chibi nhá. Đây, giả sử như là như nhà mình là mình cho nó ăn chibi này, để tháo cái chibi ra. Messi ra đây nào Messi. Đây là cái bột chibi hôm nay là cái hộp mới nguyên. Đó. Mọi người mà nhiều người cứ hỏi là cho nó ăn cái bột gì thì cái bột chibi này là nó vừa là bổ sung dinh dưỡng mà nó vừa là giúp cho con chó nó cái hấp thụ nó tốt hơn. Đây, trong cái hộp này nó sẽ có một cái thìa muỗng đây. Gậy lên một chút là sẽ thấy này, đấy nhá. Như siro là đợt này là đang được ăn một thìa đầy bởi vì siro có bầu này. Đây, Pila với lại Messi mình chỉ cho ăn như thế này thôi. Giai đoạn này cho một thìa vơi nửa như thế này là ok rồi. Đó. Thế đấy là khi mà chúng ta cho ăn khô ấy là cả cái việc là kể cả là chúng ta có không dùng chibi đi chăng nữa. Cái này vứt bỏ luôn, chỉ cần nắp này là đủ kín rồi. Kể cả là chúng ta có không có các bạn mà bạn nào không cho dùng chibi thì các bạn cũng vẫn cứ nên cho một ít nước như thế này nhá. Còn dùng chibi thì cho nước này vào đảo thì nó mới gì được. Đó, chỉ cần vậy thôi là ok nhá, phần ăn này nhá. Đấy là khi mà cho ăn, đây là gọi là cho ăn khô đấy. Là cho ăn như thế này thì nó sẽ con chó nó ăn nó ok. Đây, dính một tí gì đây này. Thì các bạn mà hỏi là con chó ăn khô được không thì hoàn toàn là cho ăn khô được nhá, cho ăn hạt khô, nhưng mà chúng ta nên cho một tí nước như thế này để làm gì, để cho nó đỡ rát cỏ. Và dùng chibi thì chúng ta sẽ tiện đảo chibi đó. Thì khi cho ăn khô như thế này thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta phải có đủ nước để cho con chó của chúng ta nó uống. Đây, cho thêm một tí này, vừa tiện rửa tay đó. Ok, như thế này là con chó nó sẽ rất là thích ăn nhé. Nó chỉ có một tí nước, những con mà nó thích ăn khô ấy thì mọi người đảo nó chỉ có một tí nước như thế này thôi thì là nó sẽ thích ăn và nó không bị rát cỏ. Còn bình thường mà nói, tốt nhất là ngâm ra như bình thường, mình vẫn cho chúng nó ăn bằng cách là ngâm ra là tốt nhất này. Messi, Messi ra đây. Đây của Messi đây, ăn đây. Đấy là phần của Messi nhá. Phần này của Siro này cho nhiều hơn là để chia ra cho một phần cho con Yumi nữa này. Con Yumi ăn này, Yumi ơi. Mi, xuống đây. Mi ăn đi. Pila, phần của Pila đây. Con Siro đâu rồi? Siro ra đây nè. Phần của Siro đây. Ok. Phần của Pila đây. Rồi, Pila đấy. Đó, khi ăn như này mình cho nó ăn quen bằng cái hạt mềm ấy. Thì khi ăn như này là có thể là chúng nó sẽ không ăn được như bình thường liên tục đâu, mà nó còn phải nhai, bởi vì cái đang ăn mềm mà như ăn này nó cứng. Thế cái đấy là tùy thói quen nhé. Có rất nhiều con chó là nó quen ăn cái hạt cứng, cho hạt mềm nó không ăn. Thì mọi người có thể cho ăn theo kiểu như này, cái hạt nó vẫn có độ giòn, mà hạt nó vẫn có độ giòn mà nó lại không bị rát cỏ đó. Này thì bởi vì là trước đến giờ mình đều cho chó của mình ăn là mình cho ăn ngâm. Đây là khi cho ăn hạt cứng thì nó cũng vẫn ăn thôi, nhưng mà nó không có ăn theo kiểu liên tục như là cho ăn hạt mềm. Đây là làm ví dụ cho mọi người đấy nhá. Còn nếu mà theo ý của mình ấy là cho ăn tốt nhất vẫn cứ là ngâm cái hạt cho nó nở ra rồi cho con chó nó ăn.
thì cái vào trong bụng của nó, cái thời gian tiêu hóa của con chó nó nhanh hơn, vì nó không phải mất công chờ cái hạt nó nở ra đó. Và mọi người nhìn nó đỡ sốt ruột, là tức là cho con chó khi nó ngâm nó nở ra thì từng này hạt này, từng này hạt, nhưng mà ngâm nở ra thì nó ra nửa bát cơ, còn từng này hạt thì nó phải ra nửa già bát, nó sẽ nở ra khoảng gấp 2 lần rưỡi, gấp gần 3 lần so với lại cái lượng ngâm. Với cái hạt màu bao màu xanh này thì thế, còn nếu mà bao màu hồng thì nó nở ít hơn, nó chỉ nở khoảng tầm lên khoảng gấp đôi thôi, nhưng bao màu xanh này nó phải nở lên khoảng gấp 3 đó. Cho chúng nó ăn đây là trực tiếp nhá, không có, mình sẽ không có cắt chỉnh gì cái video này cả. Xem là chúng nó ăn cái này là cái bữa ăn nó sẽ lâu hơn là hạt ngâm là nó sẽ nhanh hơn. Hạt ngâm thì chỉ trong vòng khoảng tầm 2 phút là xong một bữa rồi. Đây Nelsie là ăn sớm nhất này. Nelsie ăn sớm nhất là Nelsie gần xong này. Siro là bát của Siro vẫn còn nhiều lắm. Thôi Siro ăn ở ngoài này thôi, anh có nói xấu gì Siro đâu. Nói động với nó cái là nó chui vào trong chuồng nó nằm luôn. Nào Messi, phần đấy là phần của Siro. Siro ra ngoài này ăn đi Siro ơi. Siro. Ra đây. Đây phần Siro đây. Kia là phần của mẹ. Phần con nào con này ăn. Còn nó nhặt ra bên ngoài nữa. Đó. Bởi vì là cái hạt nó khác bình thường, cho nên là ăn là cũng cho nên là các bạn mà nếu mà có cho chó ăn quen cái hạt khô đây, Pila xong rồi, Pila liếm hết đi, vẫn còn dính bát kìa, liếm nốt đi, để lại một phần thế hả? Messi cũng xong rồi đây này. Mất khoảng tầm 3 phút, hơn 3 phút mới ăn xong, lâu hơn. Siro thì đợt này là được ăn nhiều hơn cho nên là Siro ăn nó ngại hơn một chút. Là vì Siro bầu cho nên là Siro được ăn nhiều hơn một chút. Ừ. Phần đấy là phần của con, cứ để yên cho con ăn. Bà với mẹ cứ nằm đấy, nếu mà con ăn thừa thì sẽ cho bà với mẹ ăn thêm nhá. Còn không thì bà với mẹ cứ nằm đấy chờ. Đó thì một là mọi người ngâm cho nó ăn, thì như các cái video khác mà mọi người thấy chó mình nó ăn khi mà mình ngâm ấy là nó ăn liên tục và nó ăn rất là nhanh. Còn khi mà để cái hạt ở cái dạng hạt khô này thì con chó nó ăn thế nhưng mà nó lại lâu hơn. Nó ăn lâu hơn là bởi vì nó không ăn liên tục được, nó còn phải nhai, nó còn phải này kia, lùi lại. Rồi Siro ăn đi. Đấy, lại động chạm Siro lại rồi. Siro ơi. Siro ra đây nào Siro. Siro ơi. Siro. Messi xích ra kia nào. Siro ra đây. Đây là phần của Siro, Siro ăn đi. Phần của Siro này chỉ có Siro ăn thôi. Ok. Ăn đi. Rồi. Này. Ừ. Cứ ăn đi, không có ai ăn để tranh phần được. Rồi, con Messi xích ra kia nào. Đừng có nhìn Siro, Siro không ăn được. Siro ăn đi. Messi lượn ra chỗ nằm đi, nằm ở chỗ đi. Siro ăn đi. Siro cứ thấy mẹ nhìn này, Siro lại gì? Messi xích ra, nằm xuống. Nằm xuống đi. Đấy là phần của con. Đừng có ngồi gần quá. Con này này, này kia. Nhỉ. Siro ơi. Siro. Siro ra đây ăn nào. Cho con Messi thêm mấy hạt nhá. Nhá. Đây, Messi. Messi ra đây. Ok. Pila cũng ra đây ăn xin của Siro hả? Đây, cho Pila thêm mấy hạt nhá. Siro lượn ra kia. Pila. Phần của Pila, Siro ra đây.
phần của siro đây, siro không ăn, bà với mẹ một tí nữa là anh cho bà mẹ ăn luôn hết phần luôn đấy. À, siro thì đợt này bầu nhưng mà bụng hơi nhỏ nhá. Siro khoảng chắc khoảng 1 tuần nữa là đẻ. Bụng hơi nhỏ một chút. Đó, ăn như thế này nó bị ăn nó bị hơi lạ. Bình thường là ăn ngâm ra. Khi ăn như thế này là cái bữa ăn nó kéo dài rất là lâu. Nó ăn nhai kỹ. Siro ăn đi. Phần của siro. Ăn nhanh nên không để bà với mẹ phải mất công hóng. Lại còn nhặt mấy hạt cho vào trong ấy nữa. Siro ơi. Siro có ăn không? Đây này. Bà này, hóng này. Mẹ hóng này. Đó. Con Siro đâu rồi? Siro. À, đây còn một tí đây. Lại cho nó thêm một tí này. Cho Pila thêm một tí này. Cho con Messi thêm một tí này. À, với các bạn mà đang chờ cái hạt lô mới về, Siro ra đây là Siro ơi. Thì khoảng tầm khoảng 10 ngày nữa là cái lô hạt mới sẽ về, thì sẽ có cái bao hồng với lại bao ấy đấy, phần siro ăn đi. Sẽ có cái bao hồng và một cái bao xanh mới, cộng với lại cái bao xanh cũ này, có sẽ có cái lô hàng mới về khoảng 10 ngày nữa. Nào Messi, không phải phần của Messi đâu, Messi nằm gọn vào chỗ đi. Phần này của con Siro. Siro ơi. Messi xích ra nào. Xích. Không phải phần của Messi. Ra kia nào. Rồi nằm đấy. Nằm ở đấy thôi. Không xin nữa, xin nhiều quá rồi, cả con Pila nữa. Con Siro ra đây ăn đi Siro. Siro ơi. Bà với mẹ đang thì ngồi chờ xin, nhưng mà cháu thì không chịu ăn. Cho hai con giải quyết nốt nhá. Con Siro nó đang Siro có ăn không này? Hỏi Siro lần cuối này, anh hỏi Siro lần cuối Siro có ăn thì Siro ra đây. Siro ơi. Siro. Ra đây. Nào. Có ăn không? Không ăn cho bà với mẹ. Hỏi thế là hiểu rồi đấy. Mà hiểu mà không ra thì thôi nhá, không phải mời chào nhiều. Đó, Siro có ăn không? Hỏi lại lần cuối cùng, vẫn còn mấy hạt nữa. Có ăn thì ra đây nào, chứ không phải là bầu bí nhõng nhẽo đâu. Nhõng nhẽo là thôi, để cho bà với mẹ giải quyết nhá. Đây là mỗi một phần khoảng tầm 4 lạng rưỡi hạt. Thế là siro hôm nay là siro ăn ít, siro chỉ ăn khoảng tầm 3 lạng thôi. 3 lạng cũng ok, không thành vấn đề. Đây, Pila. Rồi, tôi xin cắt nốt. Xong, nhá. Không phải mời chào siro nhiều. À đây nữa, còn cái phần của con Yumi thừa nữa. Phần của con Yumi thừa rồi. À, nếu mà ít ra cho Yumi mà còn thừa này. Chia ra cho hai con xử lý nốt. Ok, xong. Đó, xong một bữa ăn Pila. Đấy. Cách cho hơn của đem cho đấy. Cho là còn phải như thế nào chứ mà. Cho mà đánh cái hụt cái không nói câu nào là thôi không thèm ăn luôn. Đó, thôi cái thời lượng video nó hơi dài rồi. Chia sẻ với mọi người một chút. Thế là ai mà muốn cho ăn hạt khô thì ok, vẫn cho ăn hạt khô bình thường mọi người nhá. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Thank you and see you again.